Những ngày này, gia đình nhà bà Hương lại tất bật chuẩn bị thực phẩm, trang hoàng nhà cửa để đón Tết. Bên cạnh việc mua sắm và chế biến những món ăn truyền thống như bánh chưng, các loại giò, chả, bà Hương cũng không quên mua thật nhiều hoa quả và rau xanh để ăn trong những ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, hoa quả thì đóng một vai trò rất quan trọng. Nó cung cấp các loại vitamin và khoáng chất giúp cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể. Vào ngày Tết thì hoa quả càng cần phải được chú trọng hơn. Hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với tôi đến với gia đình nhà cô Hương để cô chia sẻ những cái kinh nghiệm lựa chọn các loại hoa quả và cô chia sẻ về cái cách thức ăn hoa quả trong những ngày Tết. Thường ngày thường tôi cũng rất là hay ăn hoa quả. Chính vì thế mà là ngày Tết ý, thì ngày Tết truyền thống của Việt Nam mình lại ăn rất là nhiều những cái món ăn nhiều dinh dưỡng. Ví dụ như bánh chưng này. Đấy, chính vì bánh chưng thì tại sao lại phải có dưa hành để ăn cho nó đỡ ngán, rồi lại món canh măng, canh bóng, rồi giò xào. Đấy là những cái mâm cỗ truyền thống của Việt Nam mình. Chính vì thế mà ngày Tết tôi cũng lại càng chú trọng hơn về các cái hoa quả. Hoa quả thường ngày thì bổ sung cho cái lứa tuổi của mình, cho nên là cũng phải bổ sung nhiều vitamin. Ngày Tết lại ăn nhiều những cái món ăn mà giàu đạm, giàu dinh dưỡng, lại thêm cả đường, bánh kẹo, mứt. Thế chính vì thế đâm ra là mình cũng rất là chú trọng đến cái hoa quả ngày Tết. Ngày Tết thì thường thường mình hay mua bưởi ngọt, bưởi canh, bưởi diễn, cam canh. Thế thì đu đủ thì nó cũng không phải vào mùa, nhưng mà mình cũng chú trọng đến quả đu đủ. Trong ngày Tết, chúng ta thường bị chìm trong những bữa tiệc linh đình, ăn uống liên miên. Phần lớn thức ăn ngày Tết được chuẩn bị trước vài ngày và thường rất béo hoặc rất ngọt, ít chất tươi, rất ít rau xanh. Các món truyền thống như bánh chưng, bánh tét, nem, thịt đông, giò xào, chả, bánh kẹo đều là những thực phẩm giàu năng lượng. Nếu chúng ta ăn nhiều, ăn mọi lúc mọi nơi sẽ dẫn tới tăng cân, béo phì và đây là nguy cơ để dẫn tới một loạt các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Ngày Tết, mọi người chủ yếu chú ý đến việc ăn và chơi. Trong tâm lý của nhiều người, đặc biệt là các gia đình ở nông thôn, ngày Tết thì phải mâm cao, cỗ đầy, càng nhiều thịt càng sang trọng. Do đó, hoa quả và rau xanh ngày nào cũng có, nhưng trong những ngày này lại gần như bị lãng quên. Có chăng cũng chỉ là mua về để bày lên mầm ngũ quả. Rau cũng bị xem nhẹ, các món ăn thường thiên về món mặn, rau chỉ là một bát canh măng hay móng giò. Trên thực tế, đây là một quan điểm sai lầm, vì rau xanh và hoa quả chứa rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tất cả những cái thức ăn ấy, chúng ta ăn vào là gồm có thịt này, đường này, trứng sữa này, thì nó chỉ có mang lại cái đạm, đường, mỡ thôi. Thế thành phần cấu tạo của cơ thể nó rất phong phú, nó gồm có đạm, đường, mỡ, nhưng mà nó cần phải có các loại vitamin, có các loại muối khoáng và các loại vi lượng. Nếu như chỉ có chất đạm, chất đường, chất béo thì chưa đủ để bồi dưỡng lại cho cơ thể. Bởi vì cơ thể chúng ta cấu tạo là có đạm, có đường, có mỡ. Tôi nói một tế bào thôi, thì có đạm, có đường, có mỡ, nhưng mà phải có vitamin, phải có muối khoáng ở trong cái tế bào đó. Thí dụ như là tế bào xương chẳng hạn, rất cần canxi, rất cần phốt pho. Thế thì nếu mà không có hoa quả thì làm sao, không có rau thì làm sao mà bổ sung được những cái chất này. Lời khuyên của các bác sĩ dinh dưỡng là phải cân đối dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Trong cân đối dinh dưỡng có cân đối các loại chất đạm, đường, mỡ, vitamin và muối khoáng. Đặc biệt trong những ngày Tết, việc cân đối dinh dưỡng càng quan trọng. Chúng ta cần phân bổ những bữa ăn đa dạng giúp mọi người cảm thấy ngon miệng mà cơ thể lại bổ sung được vitamin cần thiết. Hoa quả là nguồn cung cấp vitamin quan trọng, đồng thời với hàm lượng chất xơ cao nên nó có vai trò cân đối khẩu phần ăn. Nếu như ăn quá nhiều chất sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, bổ sung rau xanh.
Ngày Tết thì tôi chuẩn bị thức ăn truyền thống là đầy đủ. Nó có thức ăn ngày Tết thì nói thật là rất là nhiều độ đạm. Nên là độ đạm cao nên là tôi phải chuẩn bị cũng tương đối nhiều hoa quả để cho khách rồi là các cháu. Rồi là gia đình khi ăn cơm xong là tôi cũng mang hoa quả ra để cho mọi người tráng miệng. Thế rồi thì là tôi thấy ăn hoa quả ngày Tết là cũng rất là tốt. Tôi thường thường ngày Tết là tôi cứ hay mua thế là cam, rồi là bưởi, rồi là thanh long, hoặc là những cái đồ mà nó mát ấy, thì phù hợp với lại ngày Tết. Bảo quản được lâu. Các cụ ta thường nói, ăn Tết, chơi Tết. Ngày Tết, mọi người thường chú trọng hơn đến việc ăn, chơi. Chúng ta đi nhiều, đến gia đình nào cũng được mời, mỗi nơi lại ăn một tí. Vì thế nên tranh thủ dùng nhiều loại rau quả tươi, tốt nhất là ăn những loại quả kích thích tiêu hóa như chuối, đu đủ và dứa. Ngoài ra, những loại quả mát nhiều nước, nhiều vitamin C cũng rất tốt với sức khỏe như cam, bưởi, chanh. Đặc biệt, đặc điểm của những loại quả này là để được lâu, do đó chúng ta hoàn toàn có thể mua trước về để tích trữ ăn dần trong dịp Tết. Tuy nhiên, chúng ta nên chú ý chọn mua những loại hoa quả sạch để ăn trong những ngày Tết để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thực phẩm mà giàu chất đạm, chúng ta biết rằng là tôm, là cá, thế là hải sản, thì là giò, là chả, là rất giàu chất đạm, rất giàu đường ở trong ấy và rất giàu mỡ ở trong ấy. Nhưng mà chúng ta biết là cơ quan tiêu hóa thì nó gồm có hai quá trình, tiêu và hóa. Thế tiêu tức là nó vận chuyển từ trên miệng đi xuống và cơ quan tiêu hóa nó cứ cả cái co bóp như thế này để nó tống các cái chất và nó trào nhào trộn các cái chất ấy lại. Thế nhưng mà cái khâu thứ hai rất quan trọng, tức là phải hóa. Hóa nghĩa là phải tiết ra các cái men. Thế bây giờ không đủ chất thì lấy đâu ra để tiết ra các men? Thế là phải có men. Mà muốn có men thì phải có đầy đủ các chất để cấu tạo nên thành phần của cái men này chứ. Cho nên là chúng ta nên ăn phối hợp. Khi mà ăn quá nhiều đạm thì cần thiết phải ăn các cái chất khác để nó bổ sung cho việc tạo thành các men. Vâng, vì nó không có men thì nó không hóa được, mà không hóa được thì nó gây đầy chướng. Chúng ta nên sử dụng hoa quả, nước ép hoa quả hay sinh tố hoa quả đều rất tốt. Các gia đình nên sử dụng hoa quả hay nước ép hoa quả thay cho nước ngọt có ga để mời khách thì sẽ rất giá trị. Ví dụ, món bánh chưng rất nhiều chất. Để chống ngán, ta nên ăn kèm với các loại dưa hành và sau đó tráng miệng bằng hoa quả tươi. Khi ăn các loại thực phẩm giàu năng lượng như các món chiên, quay, thịt đông, giò xào, cần ăn kèm các loại rau sống và trái cây có nhiều chất xơ và hoa quả ít ngọt như dứa, bưởi, thanh long. Điều không thể tránh khỏi trong ngày Tết là chúng ta sẽ cảm thấy ngán tất cả các loại thức ăn, kể cả là thơm ngon, bổ dưỡng. Khi đó, một đĩa rau xanh, một đĩa xà lách hay hoa quả mát sẽ là cách hay nhất để chúng ta nhìn các món ăn với con mắt thân thiện hơn. Các món rau ngày Tết, nếu muốn tránh sự nhàm chán, chúng ta có thể cách điệu, có thể là một bát canh rau thập cẩm, một đĩa rau nộm hay một đĩa xà lách. Hơn nữa, rau quả còn là loại thực phẩm giúp bạn đẹp da và tránh tăng cân trong dịp Tết, cung cấp thêm chất xơ cần thiết, giúp ruột hoạt động tốt, ngăn cản chứng táo bón, đầy hơi, mà nếu bị đầy bụng, khó tiêu thì sẽ gây ra cảm giác khó chịu, từ đó ảnh hưởng đến việc vui chơi trong những ngày Tết. Nói lựa chọn hoa quả gì thì đất nước mình có một cái may, tức là ở vùng nhiệt đới nó tương đối phong phú. Thế nhưng mà hiện nay các cái thông tin người ta đưa cho chúng tôi ý,
là hoa quả nhập lậu của phía Bắc vào nhiều quá, và hải quan cũng để sơ hở là cho quá nhiều thuốc tẩm ướp vào các cái hoa quả này vào nhiều quá. Thì bây giờ bảo chúng tôi là lựa chọn như thế nào, đây là một vấn đề rất khó. Thì chính là các đồng chí hải quan, chính là các đồng chí an toàn thực phẩm, chính là nông nghiệp phát triển nông thôn phải quan tâm vấn đề này. Thế cái thứ hai tức là chúng ta nói là các hoa quả thì mỗi hoa quả nó có một cái loại ưu điểm. Thí dụ như là quả chanh, quả bưởi, quả cam, quả quýt thì nó rất giàu cái acid ascorbic, tức là cái tiền sinh tố C. Thế thí dụ như một số củ, thí dụ như là củ cà rốt chẳng hạn, nó rất giàu vitamin A. Thế quả gấc chẳng hạn, nó rất giàu cái caroten. Thế thì mỗi cái loại nó có một cái ưu điểm nhất định, cho nên là chọn cái gì cũng tốt, nhưng mà làm thế nào các ông các bà đảm bảo cho tôi đây không có trộn tẩm ướp những cái hóa chất bất bình thường vào trong cái hoa quả này. Với mong muốn cầu may mắn, cầu an lành cho năm mới, người Việt Nam thường có quan niệm kiêng khem rất kỹ trong dịp đầu năm. Nhiều loại hoa quả bị tẩy chay trong năm mới như chuối, vì cho rằng ăn chuối là trượt vỏ chuối, cam là cam chịu, chanh là chanh chua. Trên thực tế, đây đều là những loại quả rất nhiều vitamin và giúp thanh lọc cơ thể, dễ tiêu trong năm mới. Giờ ăn vào nó không tiêu, nó cứ đầy trướng bụng như thế này, nó ập ạch thì người ta mệt mỏi. Mệt mỏi thì không muốn đi chơi Tết, mà ai vào hỏi thăm chúc mừng thì cũng không phấn khởi lắm, bởi vì bản thân người ta có khỏe đâu. Tức là các cụ có nói cái câu là người không khỏe thì cái mặt mũi nó cũng buồn phiền, thế rồi cái tình cảm tính nết nó cũng thay đổi. Thế các họa sĩ thì nói câu đó là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, mà thì đây mệt mỏi quá thì làm sao mà vui được trong ngày Tết. Nhiều người thường bị tăng cân, mệt mỏi trong dịp Tết và họ quy kết nguyên nhân là do các món ăn ngày Tết. Trên thực tế, không có thực phẩm tốt cũng không có thực phẩm xấu. Cái chính vẫn là phụ thuộc vào cách ăn của mỗi người. Chúng ta không nhất thiết phải tẩy chay các loại đồ ăn truyền thống, mà chúng ta nên ăn với một liều lượng hợp lý. Bên cạnh đó, cần phải đa dạng thực phẩm, bổ sung thêm nhiều rau xanh và hoa quả tươi trong những ngày Tết. Bên cạnh đó, cũng cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể khỏe mạnh, không nên sa đà vào các cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, vì uống quá nhiều đồ uống có cồn sẽ khiến cơ thể không khỏe mạnh, từ đó dẫn đến không muốn ăn, khả năng hấp thụ kém, lúc đó dù ăn gì cũng không thấy ngon. Chị em nội trợ nên tìm hiểu để cân đối dinh dưỡng trong mâm cơm ngày Tết, để các thành viên trong gia đình và những vị khách cảm thấy hào hứng, ngon miệng. Một trong những bí quyết không thể thiếu là bổ sung thêm nhiều rau xanh và hoa quả tươi vào thực đơn ngày Tết.